Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ sáu, hôm nay thứ sáu đặc biệt, chỉ có một ngày trong năm thôi đó quý vị, đó là thứ sáu đen, cho nên Tony Lê mặc vào đen. Hôm nay rất là nhiều bà con, cô chú bác đi shopping nè quý vị, săn hàng, sale, ok. Trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony Smith được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự ở cái dải Gaza. Bây giờ cái dải Gaza nó chìm trong biển lửa. Tại vì sao? Vào ngày hôm qua, Israel tiếp tục oanh tạc hơn cả trăm quả tên lửa dội vào cái dải Gaza. Vì sao? Tại sao? Nội dung thứ hai, đúng nhằm ngày lễ tạ ơn của đất nước Mỹ, tàu chiến và căn cứ Mỹ lại một lần nữa bị quánh tơi tả dồn dập ở Trung Đông quý vị ơi. Gây cấn quá. Và nội dung cuối cùng liên quan tới Chú Út, người đứng đầu đất nước Triều Tiên đã hủy bỏ cái hiệp ước và đang dồn dập vũ khí hạng nặng tới sát biên giới Hàn Quốc. Vì sao và tại sao? Chú ta không giữ lời hứa và bây giờ chú ta còn thề thốt là sẽ chơi tới cùng. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và cũng đừng quên ủng hộ Tony bằng cách là bấm like, bấm nút đăng ký để Tony có động lực và tinh thần làm nhiều video mới nữa để chia sẻ đến với bà con, cô, chú, bác nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình ở cái dải Gaza. Hiện tại bây giờ trên mặt đất của chúng ta, cái nơi này nó gọi là địa ngục trần gian. Tại vì sao? Trong suốt mấy tuần lễ vừa qua, hàng ngàn quả tên lửa của Israel đã dội vào cái dải Gaza này, làm cho cái nơi này đã trở thành bình địa. Nó tách biệt với cái loài người của chúng ta. Không điện, không nước, không internet, không ánh nắng mặt trời, không ánh sáng, vân vân và vân vân. Bây giờ cái nơi này xác người chết nó chất thành núi, máu thì nó chảy thành sông, rầm rộ các bệnh viện, trường học, vân vân và vân vân, nó đã trở thành nhà xác mà bây giờ còn không đủ để chứa xác chết nữa quý vị nhé. Thì đùng một cái, cách đây 48 tiếng đồng hồ, Mỹ, Israel và Hamas đã đạt được một cái thỏa thuận ngừng bắn 5 ngày để Hamas nó thả 50 con tin, trong đó có phụ nữ và trẻ em, ok. Và cái thỏa thuận đó nó sẽ bắt đầu ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm qua, 24 tiếng đồng hồ vừa qua, quân đội Israel đã tiếp tục oanh tạc cái dải Gaza trước khi cái lệnh ngừng bắn này nó được thực hiện, ok. Và đã làm cho cái dải Gaza nó chìm trong biển lửa. Đây, mời quý vị nghe kỹ đi. Khói bốc lên cuồn cuộn trên bầu trời cái vùng chiến sự phía bắc ở dải Gaza từ sáng sớm vào ngày hôm qua, ok. Âm thanh dữ dội và súng đạn và bom nổ nó rầm rộ khắp nơi, ok. Quân đội Israel cho biết là đã tiến hành 300 cuộc không kích nhằm vào cái dải Gaza trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua trước khi cái lệnh tạm ngừng bắn nó được thực hiện vào ngày hôm nay, ok. Là tại vì sao? Vì Israel muốn dồn cái tụi Hamas này không còn cái con đường mà rút lui, hay là không còn con đường để mà có khả năng mà sau này cái tụi Hamas nó thuộc Israel nữa đâu quý vị ơi. Và bây giờ cái tình hình chiến sự ở đây nó có nguy cơ lan rộng ra khắp cả cái vùng Trung Đông. Tại vì sao? Bên cạnh cái dải Gaza nó đang bốc cháy bùng nổ thì ở phía nam cái tụi Hezbollah nó đã tấn công rầm rộ vào lãnh thổ Israel, cho nên nguy cơ Mỹ phải tham chiến nha quý vị. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó liên quan tới một cái thông tin buồn cho đất nước Mỹ, người dân Mỹ, binh sĩ Mỹ và uy tín của đất nước Mỹ, ok. Trong suốt mấy ngày vừa qua, rất là nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq bị quánh tơi tả tả tơi bằng máy bay không người lái, bằng quả tiễn, tên lửa, vân vân và vân vân. Ai đã làm? Đó là những cái nhóm kháng chiến Hồi giáo do Iran nó ủng hộ, nó thục vào căn cứ của Mỹ ở những cái vùng này, ok. Và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hai lần ra lệnh
phóng hỏa tiễn tên lửa để đáp trả. Nhưng những cái nhóm này nó không có sợ và nó cũng không ngừng lại. Nó còn quánh rầm rộ hơn nữa quý vị. Càng thục nó còn thục dữ dội hơn nữa. Ok. Vào ngày hôm qua, đúng ngày lễ tạ ơn của đất nước Mỹ, thì tàu chiến của Mỹ đã bị rầm rộ các máy bay không người lái từ khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen đã thục vào những cái tàu chiến của Mỹ. Ok. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, gọi tắt là CENTCOM, thông báo tàu khu trục USS Thomas đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công vào tàu chiến của Mỹ. Ok. Bên cạnh đó thì rầm rộ những cái quả tiễn nó cũng phóng từ cái hướng Yemen vào tàu chiến của Mỹ. Rồi, chưa hết đâu quý vị. Rầm rộ các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq cũng bị oanh tạc bởi 4 tên lửa hành trình và 15 máy bay không người lái. Gây cấn chưa quý vị? Đúng vào ngày lễ tạ ơn, binh sĩ Mỹ, căn cứ Mỹ và cả luôn tàu chiến của Mỹ đang đậu trên biển Đỏ, biển Địa Trung Hải, dân dân và dân dân cũng bị quánh tơi tả tả tơi. Không biết là hôm nay sau khi ăn lễ xong, Tổng thống Mỹ sẽ giải quyết cái vụ này như thế nào đây? Thì có thể ông ta sẽ ra lệnh cho phóng hỏa tiễn, pháo kích trở ngược lại cái nhóm kháng chiến Hồi giáo gì đó. Có thể là hai bên cứ quánh qua quánh lại như thế này, chẳng bao giờ giải quyết được cái vấn đề gì cả quý vị nha. Những cái nhóm kháng chiến Hồi giáo này là do nhóm tụi Iran nó ủng hộ. Cái tụi này nó liều mạng lắm quý vị, nó gọi là ôm bom tự sát đó quý vị ơi. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ trở ngược lại cái vùng châu Á. Nãy giờ mình ở Trung Đông đúng không, bây giờ mình chuyển sang châu Á này quý vị. Đặc biệt là cái bán đảo Triều Tiên. Trong suốt 3 năm vừa qua dưới cái thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, thì cái bán đảo Triều Tiên này nó căng như dây đèn và nó mềm như dây lá. Ok. Tức là nó có thể nổ ra cuộc chiến bất cứ lúc nào, hoặc là nó có thể không nổ ra. Cho nên nó căng như dây đèn nhưng nó mềm như dây lá. Thì trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản đã rất là nhiều lần cảnh cáo chú ủi là: ê mày đừng có quậy nữa, mày đừng có phóng hỏa tiễn tới lửa nữa, dân dân và dân dân. Nhưng chú ủi chú chẳng nghe, chú chẳng thể chú bảy vào đâu. Và đã nhiều lần chú bảy muốn gặp mặt chú ủi để mà đàm phán, cho chú ủi hamburger, Budweiser, dân dân và dân dân, để mà chú ủi bỏ đi cái hạt. Nhưng chú ủi chẳng thèm để ý, chú nhất định chú phải ôm cái hạt chứ chú không thèm nghe chú bảy để lấy đô la. Ok. Thì vào ngày hôm qua, sau khi mà Hàn Quốc đã mua vũ khí, ok, của Mỹ, ok, đây, chú ổn bắt đầu chú nhảy dựng lên, chú nói: ê, bây giờ tao sẽ hủy hiệp ước với mày. Cái hiệp ước mà vào năm 2018, một cái thỏa thuận giữa miền Bắc và miền Nam của Triều Tiên á, ngừng quánh nhau, giống như vậy, vậy đó. Bây giờ chú ổn chú nói: tao hủy, tao không thèm giữ cái lời hứa nữa, tao hủy. Mà bây giờ tao thề tao sẽ đem hết những cái vũ khí hạng nặng đến nơi này, cả luôn hạt nhân đến ngay cái xác nhà mày, tức là xác nhà với Nam Hàn đó quý vị. Ok. Vào ngày hôm qua đây, kể từ bây giờ quân đội của chúng tôi sẽ không bao giờ còn bị ràng buộc bởi những cái hiệp ước thỏa thuận quân sự giữa miền Bắc và miền Nam nữa. Ok. Đó là những gì mà Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã được lệnh của chú ủi cảnh báo là như vậy. Tức là bao nhiêu lời hứa hẹn bỏ hết. Bây giờ tao sẽ đem hết tất cả đồ chơi quân sự hạng nặng đến ngay cái nhà của mày. Rụt rịch một cái là tao càng quét qua bên phía Hàn Quốc. Đó là những gì mà chú ủi la làng la sớm lên vào ngày hôm qua. Gây cấn quá. Quý vị biết rồi. Hiện tại bây giờ châu Âu cũng có chiến tranh, Trung Đông cũng có chiến tranh, và có thể ở nơi này cũng sẽ xảy ra một cái cuộc đụng độ. Tại vì sao? Phía sau lưng của chú ủi còn có chú Nga và chú Trung Cộng. Cho nên có thể những cái ông kia giật dây ông này để ông này ông quậy, để phân tán lực lượng của đất nước Mỹ ra, phân tán lực lượng NATO ra quý vị nha. Rồi 6 giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ 6, Black Friday. Tony, cảm ơn quý vị đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Please, nếu thấy nó hay, hữu ích, yêu đời, please bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau xem. Have a good day. Thank you.